Trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng, cơ quan quản lý y tế Mỹ đã công bố nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc biến chứng tim do COVID-19 cao hơn nhiều so với việc phát sinh những phản ứng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vaccine. Kết quả nghiên cứu mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ thực hiện cho thấy khả năng gặp biến chứng tim sau khi mắc COVID-19 cao hơn đáng kể so với tỷ lệ phát sinh phản ứng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vaccine được bào chế theo công nghệ mRNA. Kết quả này tương đồng với tất cả những trường hợp tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 hay mũi tăng cường, cũng như với tất cả các nhóm lứa tuổi và giới tính. CDC Mỹ nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu một lần nữa củng cố cho lập trường cần tiêm vaccine mRNA cho tất cả những người đủ điều kiện tiêm phòng từ 5 tuổi trở lên. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phân tích các dữ liệu trên hồ sơ sức khỏe điện tử thu thập từ 40 hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.